Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Linh nha. Cả nhà ơi, hôm nay Linh không có quay video á cả nhà. Linh hôm nay Linh sẽ quay cái video nấu chè đậu xanh nha cả nhà ơi. Hôm nay tự nhiên cái thèm đồ ngọt á cả nhà. Bữa nay Linh sẽ nấu chè đậu xanh bột khoai ăn. Tự nhiên thèm ngọt quá trời luôn cả nhà. Hôm nay cũng không quay video nữa. Cũng thấy hơi buồn buồn nên hôm nay Linh sẵn nấu chè cái Linh quay video chia sẻ cho cả nhà cùng xem cho nó vui cả nhà. Sáng Linh đi chợ Linh có mua ổi nè, về ăn ổi sáng ra ổi mà cái nhà ổi cùng với Linh nha. Ngọt nha. Cái nguyên liệu của Linh nấu chè hôm nay, Linh có mua bột khoai nè. Bột khoai này Linh rửa với Linh không có ngâm nữa, chút Linh bỏ vô nấu. Với bột bán Linh bỏ ở dưới. Còn đây là nước cốt dừa, nước cốt nhì, còn nước cốt nhất Linh dắt vô cái chén này nè. Linh sẽ nấu chè. Còn đường ở đây Linh sử dụng đường cát. Sáng Linh quên mua đường phèn nên Linh nấu đường cát cả nhà. Còn ở đây là cái nồi đậu xanh nè. Linh bắt lên nãy giờ nó cũng hơi nở nở rồi búp búp rồi nè. Linh sẽ cho cái phần bột khoai với bột bán vô Linh nấu luôn. Cho cái phần nước cốt nhì nãy vô luôn. Để đây cho nó bột khoai cho nó nở ra cho nó mềm. Cái bột khoai với cái đậu nãy giờ nó cũng đã nở rồi nè. Bây giờ Linh sẽ cho đường vào. Cho dừa khẩu vị chứ Linh không cho ngọt quá, ngọt quá ăn nó ngán lắm. Đậu xanh nó hơi nở. Giờ Linh sẽ cho cái phần nước cốt nhất vào luôn. Linh nấu chè lỏng lỏng như là Linh thích ăn chè nó lỏng lỏng như húp húp ăn nó ngon. Chứ đặc quá thì không thích. Rồi nồi chè của Linh đã chín rồi đó, Linh sẽ múc ra mời cả nhà cùng ăn nha. Cái món chè của Linh cũng đã thành phẩm rồi nè cả nhà. Linh mời cả nhà ăn chè đậu xanh bột khoai cùng với Linh nha. Sẽ múc ra. Tự dưng hổng gài cái thèm ngọt cả nhà. Tự nhiên muốn ăn chè. Cái ở nhà có bột khoai đó, cái bột bán sẵn rồi, cái Linh chợ mua dừa với mua đậu xanh về Linh nấu ăn. Linh mời cái nhà ăn chè cùng với Linh nha. Ngon lắm. Thèm là ăn nó ngon. Nấu cũng vừa ăn chứ nó không có ngọt quá. Thấm gà không có quay video cũng vậy.
Rồi cũng bận công chuyện nên không có quay video. Quay thì biết quay vậy, không biết quay gì luôn. Lúc đầu còn thiên thiên quay lúc này sao quay biết rồi cũng hơi hơi làm biến cả nhà, lâu mới quay video một lần. Chè này bỏ hơi môn vô ăn cũng ngon. Thèm chè nhưng mà ăn nó không được nhiều, cái ngày ăn nhiều đó là hết sức rồi. Video của Linh chia sẻ đến đây cũng xin khép lại cả nhà. Cái nhà mà có yêu mến kênh của Linh đó, vào xem ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên tinh thần cho Linh nha cả nhà ơi. Video của Linh đến đây là hết, xin chào tạm biệt cả nhà.